trên vùng đất phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời, nông dân cần tuân thủ tuyệt đối về khâu quản lý nước theo quy trình một phải năm giảm. Ruộng lúa chỉ cần ngập nước trong giai đoạn lúa non để ém cỏ và trong giai đoạn lúa trổ để kết hạt tốt. Vào các giai đoạn khác, có thể áp dụng biện pháp tưới, ngập khô xen kẽ. Thưa bà con nông dân, trong canh tác lúa, vấn đề cung cấp nước và chất dinh dưỡng bằng các loại phân bón hóa học là hai yếu tố rất là quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triển của cây lúa, giúp cho cây lúa chống chọi với sâu bệnh hại và đạt năng suất cao. Tuy nhiên, do tình hình biến đổi khí hậu nên tại một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, khô hạn đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Và do vậy, người nông dân đang phải chống chọi trước tình hình bất lợi này để cứu cây lúa thoát khỏi vụ mùa thất bát. Cây lúa còi cọc, rễ đen do thiếu nước ngay ở trong giai đoạn đẻ nhánh là những tác động trực tiếp của khô hạn lên vụ hè thu 2017. Tại Cà Mau, ruộng lúa 29 ngày của bà con nông dân bị chết một phần vì thiếu nước. Khô hạn đã và đang gây nguy hại đến sự sinh trưởng của cây lúa và người nông dân chỉ biết trông chờ vào giải pháp phun phân qua lá và đợi trời mưa. Khô chết này trên bờ khô quá chịu nổi, mới chết. Xả lúc xuống lúc xả đầu tiên một độ lên là đẹp bình thường lên tốt. Nó thì giai đoạn từ khoảng 18 đến 19 ngày trở về sau này bắt đầu là nó xuất hiện ra cái bệnh vàng lá này, thì tôi chỉ thế giờ này nó cũng ổn rồi, mà giờ là coi cái khô mà thiếu nước. Đây là bữa đợt cái này là cái vụ lúa này là do thiếu nước là nhiều chứ không ảnh hưởng là nước thôi chứ không có thiệt hại gì nhiều về cái phần các mặt khác. Nói chung thì trà lúa từ đó tới giờ chưa có gây bệnh gì, sâu bọ thì cũng chưa có, nhưng mà do bác phèn nước sắc lại quá rồi cho nên là cái dặm nó bị khô nó chết. Tình trạng là coi như là nắng nóng kéo dài, khô nước, từ đó cây lúa phát triển không được, đồng thời kéo theo cái tình trạng mà dế nhủi nó ủi nữa, thành ra lúa nó chết, dẫn đến là cây lúa không phát triển, nó chết lúa. Ở đây hiện tại bây giờ là chỉ sản xuất là nhờ nước trời thôi chứ không có chủ động được. Nếu mình dư thì mình bơm ra, còn nếu thiếu thì phải chịu. Cái khu lúa này thì là khoảng 13, 14 ngày nay là coi như là nắng nóng kéo dài, không có một hột mưa từ chỗ đó, cho nên là ruộng là khô. Khô cho xô khoảng gần 60%. Những cái gò coi như là lúa là chết hết. Trong những năm gần đây, tình hình khí hậu, thời tiết diễn biến ngày càng bất thường. Do tác động của việc biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên và diễn biến trên diện rộng. Thống kê từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho thấy, năm 2015-2016, tại đồng bằng sông Cửu Long, tổng thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp ước tính khoảng 4.678 tỷ đồng. Đây là thiệt hại lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử tại nơi được mệnh danh là vựa lúa của cả nước, mà hạn hán là một trong những nguyên nhân chính. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, so với năm 2016, vụ hè thu 2017 có phần thuận lợi hơn. Tuy nhiên, với những vùng đất mà việc canh tác lúa dựa hoàn toàn vào nước trời như Kiên Giang, Cà Mau, khô hạn giữa vụ vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng, năng suất của cây lúa. Dù bà con nông dân nơi đây đã chủ động chọn giống lúa ngắn ngày, chống chịu tốt với hạn mặn cùng biện pháp xạ khô và chờ sau khi có mưa xuống thì tiến hành giảm vá lại lúa. Những cây lúa mà còn lại đó thì coi như là cố gắng là tụi tôi là bơm nước đìa, trong nước đìa ra giữ cái mực nước, cố định cho lúa phát triển, đồng thời là phun phân bón lá để mà cây lúa nó có chất dinh dưỡng, nó sống chống cái nắng hạn. Trong hai ngày nay thì có lượng mưa, coi như cây lúa bây giờ bắt đầu phát triển phục hồi trở lại. Nếu mà tình trạng mà khô hạn như thế thì chắc cũng phải là
cầm cự bằng cách là phun phân bón lá thôi chứ không có cách nào khác ngoài cách này nữa hết. Khô hạn này chỉ có xài phân bón lá cứu nó, chứ đâu có đường nào đâu cứu, không có nước. Thì mình xài bón lá thì mình bôi, mình xịt trong 7 ngày mình xịt một lần, mình xịt cho nó trong cái thời gian hạn. Bây giờ chỉ có phân bón lá thôi chứ bón gốc thì đâu có để đặt, không có đủ nước. Cho nên buộc phải tôi xài phân bón lá. Thì đây là tôi cũng là phân bón lá không đó. Phân bón gốc thì bón theo định kỳ, nhưng mà thực tế thì giờ nó cũng chưa có phát triển được cái lúa bằng phân bón gốc. Bị bộ gốc của nó về bộ rễ nó bị phèn, nó sắc, nó phát triển cái lúa nó không yếu. Ở đây á không có chủ động được nước, cho nên từ đó nó gây cái khó khăn trong cái chỗ mình sản xuất mà lúc mà thiếu nước. Chứ cái này có nước vô thì tôi bơm lên thì nó ok đó, nhưng mà cái khó khăn nhất là cái khâu nước đó. Còn chống chọi với hạn này thì thí dụ như mình cứu nó thì lúa thì nó chỉ phát triển không được tốt thôi, chứ còn không có đến nỗi là thiệt hại nhiều. Bây giờ cũng như gò, mấy anh cũng thấy gò rồi đồ này kia nó thiệt hại thôi, nhưng mà trà lúa này thì nó phát triển lại là bình thường. Để ứng phó với tình trạng khô hạn giữa vụ, các nhà khoa học khuyến cáo nông dân cần tranh thủ nguồn nước ngọt để tưới vào giai đoạn mẫn cảm của cây, đặc biệt là giai đoạn từ 7 đến 10 ngày, 18 đến 20 ngày và 38 đến 42 ngày sau sạ. Có thể áp dụng kỹ thuật tưới khô, ướt, xen kẽ. Trường hợp không có nguồn nước ngọt thì có thể sử dụng nguồn nước mặn bị nhiễm nhẹ với 3 phần nghìn đối với giai đoạn lúa đã nhánh, dưới 2 phần nghìn đối với các giai đoạn mạ hoặc giai đoạn làm đồng, trổ là các giai đoạn mẫn cảm nhất của cây lúa đối với yếu tố mặn. Trường hợp giai đoạn mạ bị hạn nặng thì nông dân có thể áp dụng kỹ thuật tưới phun, phun trên bề mặt lượng nước ngọt tiết kiệm nhất có thể. Ngoài ra, khi canh tác trên vùng đất phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời, nông dân cần tuân thủ tuyệt đối về khâu quản lý nước theo quy trình 1 phải 5 giảm. Ruộng lúa không phải luôn luôn cần ngập nước, ruộng chỉ cần ngập nước trong giai đoạn lúa non để ém cỏ và trong giai đoạn lúa trổ để kết hạt tốt. Vào các giai đoạn khác có thể áp dụng biện pháp tưới ngập khô xen kẽ. Trong bất kỳ giai đoạn nào, lớp nước ngập tối đa là 5 cm. Biện pháp tiết kiệm nước cần được thực hiện trong 3 giai đoạn: trước trổ, lúa trổ và sau trổ. Để theo dõi nước trong ruộng, ta có thể sử dụng ống đo nước. Sau khi gieo hàng, cần để ruộng thật ráo, tránh các vũng nước đọng làm chết lúa. Sau khi sạ từ 3 đến 5 ngày, đưa nước vào ruộng từ 1 đến 3 cm và tiếp tục giữ đến 20 ngày sau sạ. Cho mực nước lên từ 3 đến 5 cm. Giai đoạn này, nước là nhu cầu thiết yếu để cây lúa phát triển và hạn chế sự mọc mầm của cỏ dại. Sau khi lúa đã nhánh kín hàng, 25 đến 40 ngày sau sạ, đây là giai đoạn cây lúa đã nhánh rộ đến đã nhánh tối đa. Chỉ cần ở mức vừa đủ, giữ nước trong ruộng từ bằng mặt đất cho đến thấp hơn mặt đất 15 cm. Khi mực nước xuống thấp hơn mặt đất 15 cm thì mới lấy nước vào ngập tối đa là 5 cm. Tiếp tục để nước hạ xuống dưới 15 cm thì mới lấy nước vào tiếp. Đây là biện pháp giúp cây lúa khỏe, ít sâu bệnh, bộ rễ hô hấp tốt, giảm bớt các chất độc trong môi trường ngập nước. Giai đoạn 40 đến 45 ngày sau sạ, cho nước vào 1 đến 3 cm để bón phân đón đồng. Khi lúa trổ, lấy nước tối đa không quá 5 cm và giữ nước trong vòng khoảng 10 ngày sau trổ. Tiếp tục điều tiết ngập khô xen kẽ tương tự giai đoạn 20 đến 40 ngày sau sạ. Tháo nước trước thu hoạch 5 đến 7 ngày để thúc đẩy quá trình chín và dễ ứng dụng cơ giới hóa vào thu hoạch. Nông dân cần đặc biệt chú ý bón phân hữu cơ trên đất khô hạn, nhất là đất nghèo dinh dưỡng hoặc đất pha cát, cấu trúc đất thô. Thường những cánh đồng ruộng đất cao thì phân hữu cơ, tàn dư thực vật, phân chuồng có hiệu quả tốt hơn trong việc gia tăng năng suất lúa so với vùng đất thấp ít khô hạn. Tương ứng theo đó là việc dùng ít lượng phân vô cơ hơn so với vùng đất đủ nước tưới, kết hợp với việc sử dụng các giống lúa truyền thống sẽ giúp cho năng suất lúa ổn định trong vùng khô hạn. Phân đạm và lân là những yếu tố dinh dưỡng thiếu nhiều nhất trong vùng đất lúa khô hạn dựa vào nước trời, kế đến là các dinh dưỡng khác như lưu huỳnh, magie và sắt. Trong khi đó, kali lại không thiếu hụt nhiều. Mức phân bón khuyến cáo trên vùng đất thấp hay khô hạn dựa vào nước trời là 130 kg ure cộng 244 kg lân cộng 30 kg kali cho 1 hecta. Tuy nhiên, trên vùng thường hay khô hạn như đất cao, pha cát, mức bón có thể giảm chỉ khoảng 20 kg đạm cộng 13 kg lân cộng 6 kg kali cho 1 hecta.
mức bón đạm lân kali cao cho các giống lúa truyền thống là 40, 26, 12 kg trên 1 hectare. Trong đó, phân kali có thể bón ít nếu phân hữu cơ và tàn dư cây trồng như rơm rạ được bón thường xuyên. Quý vị, thưa bà con nông dân, những ảnh hưởng của việc thiếu nước lên cây lúa là hết sức nặng nề. Thiếu nước trong giai đoạn cây lúa sinh trưởng thì sẽ làm giảm năng suất của cây lúa. Còn thiếu nước trong giai đoạn lúa trổ bông thì sẽ làm cho hạt lép cũng như là mất năng suất. Và thiếu nước cũng sẽ làm giảm việc hấp thụ chất dinh dưỡng của cây lúa. Vậy, đâu là giải pháp thích ứng để giúp cho cây lúa trong mùa khô hạn, đặc biệt là vụ hè thu này? Ngay sau đây xin mời quý vị và bà con nông dân cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Thành phần cơ giới ở đất cao là một trong những nguyên nhân khiến một phần lúa dặm lại bị còi cọc và chết khi thiếu nước. Để vụ mùa giảm thiệt hại, đạt năng suất, bà con nông dân cần nắm bắt những kiến thức mới trong việc hạn chế, khắc phục ảnh hưởng của tình hình khô hạn, giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Ở Cà Mau thì nó có hai khu, một khu là do thiên tai, tức là sau khi xạ và lúa đã xạ lên rồi thì bị hạn rất là lâu, hạn đến 13 ngày, cho nên là cây lúa đừng lại không phát triển được, không hút được dinh dưỡng. Và chính vì vậy nên cái thời gian sinh trưởng đó bị kéo ra, nó kéo ra. Thì bây giờ là thời kỳ bây giờ là bà con để cho các cái nhánh đấy có thể là khỏe mạnh thì bón thúc để cho nó khỏe. Còn những cái nhánh mà bây giờ mà đẻ thì hiệu quả cũng không cao, tức là cái số hạt trên bông sẽ không cao. Riêng cái trong trường hợp đó thì khắc phục gì? Ở đây chúng tôi thấy có một cái hiện tượng là lá lúa bị cháy và một số lá lúa bị hiện tượng sâu. Thì bà con nông dân địa phương đã lấy cái mẫu này ở cái chỗ mà lúa dằm lại. Lúa dằm lại thì cũng không có nước, bị khô một 13 ngày. Cho nên cái bị tác hại đấy là một số cái lá non bị cháy đến đầu. Thì sau khi xem xét thì chúng tôi thấy là phần lớn là bị cái sâu của lá nhỏ nó rơi vào ở cái đọt, cho nên nó phá cho cái đọt bị hư. Nhưng mà những cây khác không gì thì vẫn là bình thường. Trong lúc nhổ lên thì chúng ta thấy bộ rễ nó đen. Bộ rễ nó đen nó có một cái lý do chính là cái đất của cái vùng này là cái đất thành phần cơ giới rất là nặng, tức là sét nhiều. Mà khi anh giảm xuống, xong rồi trời nó nắng lên thì nó khô, nó chắc lại, nó rắn chắc lại, không có không khí và nước thì cũng không có vào được. Cho nên cây lúa nó kiểu như là nghẹt rễ theo kiểu là khô và đa phần rễ bị đen là chết. Và chính như vậy là làm cho cây lúa không sinh trưởng được. Và bây giờ nó chừng lại thì những trường hợp này ấy, đã có bà con là dùng cái casomin tưởng là do một cái bệnh để xịt. Thì thôi xịt casomin rồi thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà không phải nguyên nhân thì là cũng phải có hiệu quả. Thì chúng tôi khuyên cáo là không cần thiết phải dùng casomin nữa. Mà bây giờ dùng dinh dưỡng thôi. Bây giờ là đang có mưa xuống, có ẩm. Thì mình sẽ bón thúc thêm phân. Tức là những cái cây nó yếu thì thêm một ít phân. Mà nếu mà để cho nó nhanh thì bà con có thể dùng cái phân bón lá xịt lên trên lá được 1-2 lần để cho nó phục hồi, cho nó đuổi kịp với những cái cây xạ ban đầu rất là tốt. Rồi sau đó nước vô thì cứ bón phân bình thường thì bà con cũng sẽ đạt được cái kết quả. Bởi vì chúng tôi rút kinh nghiệm là cái năm ngoái cũng tại Cà Mau, cũng vụ hè thu khi xạ là bị hạn. Xong rồi bà con phải bơm cái nước trong mương lên là nước đấy là nước bị phèn và cũng có nhiễm mặn. Cho nên tưới vào thì cây lúa cũng bị ảnh hưởng. Và bắt buộc là phải chờ mưa xuống, giảm bớt cái độ mặn và độ chua ở trong nước và tưới lên và bón phân. Thì sau đó khi tổng kết lại thì năng suất trong mô hình vẫn cao hơn ngoài mô hình. Thì tôi nghĩ rằng là trong trường hợp này bà con cứ tuân thủ theo như vậy thì chắc chắn là năng suất nó vẫn đạt được. Qua 3 vụ cho đến bây giờ là được 3 vụ đã thu hoạch rồi, thì có 2 vụ đông xuân và một vụ hè thu. Thì tất cả bình quân 13 tỉnh. Như vậy là nó trải dài trên các cái chủng loại đất rất là khác nhau. Có chỗ thì đất
vừa mới gặt đông xuân, người ta phải là cày ngay để làm, cho nên bị ngộ độc hữu cơ và bị phèn. Như trường hợp như là ở Cà Mau hay là ở Bến Tre thì mặn muộn, Bến Tre thậm chí là đến mùng 3 tháng 6 mới gieo xạ là do mặn kéo dài. Trong trường hợp như vậy đấy, thì nhưng mà tổng kết lại thì tất cả các mô hình nếu mà làm đúng theo quy trình thì tiết kiệm được bình quân độ 26 đến 32% lượng phân. Đấy là một cái số lượng rất là đáng kể, rất là chú ý. Thứ hai là năng suất tăng lên, và chúng tôi tính nếu mà tính cho mà cả một vụ hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì chúng ta có thể là tiết kiệm được hàng trăm ngàn tấn thóc. Chưa kể là công lao động và các thứ đưa ra, chưa kể là thuộc đưa ra nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường. Và cái lợi nhuận nói chung bình quân trong mà 3 tỉnh ấy thì tối thiểu cũng được 3 triệu rưỡi, và đã có trường hợp là lời hơn đồ chứng là 11 triệu trên 1 hecta. Nói chung là rất là thắng lợi và bà con thì rất phấn khởi. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, qua mỗi kỳ phát sóng, ban cố vấn, ban biên tập của chương trình Canh tác thông minh sẽ bình chọn ra một đề tài hay, một cách làm mới có tính ứng dụng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu để khen thưởng. Và chúng tôi rất mong nhận được những đề xuất, những mô hình hay của quý vị và bà con nông dân trong nông nghiệp. Quý vị và bà con nông dân có thể gửi về cho chúng tôi theo hai hình thức. Một là gửi đến hộp thư Canh tác thông minh vtv9@gmail.com. Hai là gọi đến tổng đài 1900 1773. Xin cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Hồng Anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Thâm canh tăng vụ, thời gian cách ly giữa các vụ ngắn, xuống giống không đồng bộ là nguyên nhân chính dẫn đến dịch hại trên đồng lúa ngày càng tăng và làm tăng chi phí sản xuất. Hiện nay, lúa hè thu ở các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bước sang giai đoạn đồng trổ. Người nông dân đang tích cực thăm đồng thường xuyên để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại và có cách phòng trừ kịp thời, dứt điểm, đảm bảo vụ mùa ăn chắc. Nội dung sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh tuần tới.